Có thể nói rằng S Pen chính là một nét khác biệt đã cùng xuất hiện trên các thế hệ dòng Note xuyên suốt từ trước đến nay. Và chiếc bút S Pen trên Note 7 ngoài phần cứng đã được nâng cấp thì bộ phần mềm lệnh không chạm hỗ trợ đi kèm cũng nhận được những thay đổi rất tích cực. Chức năng lệnh không chạm sẽ ngay lập tức được kích hoạt khi người dùng rút S Pen ra khỏi máy hoặc ấn vào phần nút trên thân bút. 6 tính năng bên trong sẽ bao gồm tạo ghi chú, Smart Select, Screen Write, dịch, xem nhanh và phóng to. Ngay sau đây mình sẽ giới thiệu riêng về tính năng của từng phần bên trong. Bắt đầu với tính năng đầu tiên là tạo ghi chú. Tính năng này sẽ giúp người dùng nhanh chóng tạo và lưu lại những ghi chú cần thiết, hỗ trợ viết nội dung dạng nét viết tay, chèn hình ảnh, file âm thanh, gõ văn bản. Đặc biệt là chế độ cọ vẽ với nhiều ngòi bút đa dạng và có cả hiệu ứng blend màu tương tự như cọ vẽ nước thực tế. Tiếp đến sẽ là Smart Select. Ngay khi kích hoạt, người dùng chỉ cần kéo chọn một khu vực cụ thể. Smart Select sẽ ngay lập tức xác nhận với 3 tính năng hỗ trợ riêng biệt, bao gồm ghi chú trực tiếp lên phần nội dung bạn đã lựa chọn bằng nội dung viết tay thông qua S Pen, hoặc kích hoạt tính năng truy xuất văn bản. Phần mềm sẽ lọc toàn bộ phần nội dung chữ và lưu vào bộ nhớ tạm. Người dùng có thể dễ dàng gửi phần nội dung này qua một phần mềm thứ ba như là Facebook, ứng dụng chat, hoặc gửi qua tin nhắn qua một thuê bao. Và tính năng cuối cùng trong Smart Select sẽ là hỗ trợ tạo ảnh đọc dạng GIF với thời lượng tối đa lên đến 15 giây. Và tính năng này thì vừa thích hợp với nhu cầu công việc lẫn nhu cầu giải trí. Ví dụ như bạn đang xem một video clip và rất thích một phân cảnh trong đó, chúng ta có thể vào phần Smart Select chọn tạo ảnh GIF là đã có thể quay lại phân cảnh rất dễ dàng. Kế đến sẽ là Screen Write. Có thể xem đây chính là một tính năng mở rộng một phần của Smart Select, giúp người dùng có thể chụp ảnh màn hình và ghi chú bằng S Pen ngay lên phần ảnh chụp và sao lưu nhanh chóng. Với tính năng dịch, S Pen sẽ trở thành một người thông dịch viên Anh Việt, giúp dịch nhanh từ vựng với dữ liệu từ Google Translate. Tuy nhiên thì điểm hạn chế là nó chỉ hỗ trợ dịch từng từ thay vì một câu dài và vẫn chưa có khả năng dịch ngược từ tiếng Việt thành tiếng Anh. Hai tính năng cuối sẽ bao gồm xem nhanh và phóng to. Theo đánh giá của mình thực tế thì đây chỉ là hai tính năng nhỏ bổ trợ thêm. Tính năng xem nhanh sẽ giúp người dùng thoát ứng dụng đang sử dụng và xem một phần nội dung khác, ngay sau đó có thể kích hoạt và sử dụng lại ứng dụng cũ một cách nhanh chóng. Và cuối cùng sẽ là phóng to với khả năng phóng lớn phần nội dung trên phần bút S Pen được chọn. Ngoài ra thì người dùng còn có thể thay thế một phần tính năng bên trong lệnh không chạm bằng một icon ứng dụng giúp kích hoạt nhanh. Thêm một tính năng ngoài lề mà mình muốn nói đến chính là khả năng ghi chú ngay lập tức lên phần màn hình khóa. Người dùng chỉ cần rút bút S Pen là có thể viết lời nhắc lên phần màn hình. Đây chính là tính năng rất tiện dụng, xuất hiện lần đầu trên Note 5 và được duy trì trên Note 7. Đặc biệt là chiếc Note 7 có thể hỗ trợ ghi chú nhanh dạng này ngay dưới môi trường nước. Tuy nhiên thì mình không khuyến khích các bạn ngâm thiết bị này trong nước đâu nha. Chắc chắn rằng người dùng sẽ phải mất một khoảng thời gian kha khá để có thể làm quen với việc sử dụng S Pen hàng ngày. Tuy nhiên với những gì mà cái bút này có thể mang lại, đây có thể trở thành một trợ thủ đắc lực hỗ trợ cho nhu cầu sử dụng hàng ngày cũng như là trong công việc. Cuối cùng xin cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi video. Mình là Cáo, xin chào và hẹn gặp lại.